Thưa quý vị và các bạn, du học nghề Úc đang trở thành xu hướng được rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á khác lựa chọn. Đây được đánh giá là một hướng đi có tiềm năng mang lại cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Vậy cụ thể đi du học nghề ở Úc cần đáp ứng những điều kiện gì, chi phí bao nhiêu? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Trong nhiều năm trở lại đây, du học nghề Úc đang trở thành xu hướng được đông đảo người Việt lựa chọn do có mức thu nhập hấp dẫn, cơ hội định cư lâu dài. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một trung tâm du học Úc uy tín tại Việt Nam là điều mà nhiều bạn trẻ hết sức quan tâm. Hiểu được mong muốn đó, IDB Group, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn du học nghề Úc tại Việt Nam, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, thiết lập mối quan hệ đối tác với nhiều trường đại học cao đẳng và trung tâm nghề nghiệp tại Úc, đảm bảo rằng học viên có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân với mức chi phí hợp lý nhất. Với cam kết đem lại những trải nghiệm tuyệt vời và cơ hội phát triển, IDB Group đã xây dựng được uy tín và niềm tin từ khách hàng trong lĩnh vực du học Úc. Công ty chúng tôi là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực du học nghề Úc, với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có đầy đủ các phòng ban, phòng tư vấn, nghiệp vụ du học, phòng đối ngoại, phòng hồ sơ, và với phương châm của công ty đặt mục tiêu khách hàng là trên hết, công ty chúng tôi luôn hỗ trợ đồng hành với các em học sinh từ khi các em còn ở Việt Nam. Công ty chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng với khách hàng và sẽ chịu những rủi ro cùng với khách hàng. Công ty chúng tôi cam kết tất cả những chi phí khi khách hàng bỏ ra để làm thủ tục visa đi sang Úc để du học nghề. Nếu không đậu visa, công ty chúng tôi cam kết hoàn lại 100% kinh phí. Trong năm 2024, chúng tôi mong muốn sẽ đưa được khoảng 1.000 du học sinh sang Úc học tập và làm việc. Một trong những yếu tố quan trọng của dịch vụ du học Úc của IDB Group là chương trình học tập đa dạng và phong phú. Đội ngũ giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng của khóa học và đảm bảo đầu ra cho học viên. Nhờ quy trình tư vấn tận tâm và khả năng xử lý hồ sơ chuyên nghiệp, tính đến nay, IDB Group là một trong những đơn vị có khả năng xử lý hồ sơ nhanh nhất thị trường. Đối với trường hợp trượt visa thì IDB Group sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí cho khách hàng. Hiện tại đội ngũ giáo viên chúng tôi rất dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt có tâm và có tầm. Từ lúc thành lập đến nay, IDB đã có hơn 500 học viên học và làm việc tại Úc, đi theo diện visa 500. Đặc biệt, IDB có hợp tác cùng với một số doanh nghiệp lớn tại Úc để tạo việc làm cho các em học viên với mức lương tối thiểu khoảng 70 triệu đồng trên một tháng. IDB Group là một trong những tập đoàn có uy tín, có thương hiệu và có kinh nghiệm trong cái mảng tư vấn du học. Chúng tôi cũng mong muốn là trong năm 2024 thì chúng tôi và tập đoàn IDB Group phát triển mạnh hơn nữa nhằm mục đích giúp cho các con em tỉnh nhà được tham gia các thị trường du học nghề. Đến nay, IDB Group đã trở thành cầu nối vững chắc trong cánh ước mơ cho hàng nghìn du học sinh Việt Nam muốn học tập và phát triển sự nghiệp tại xứ sở chủ túi. Hơn 500 học viên theo học tại trung tâm mỗi năm, gần 100 du học sinh đã bay sang Úc học tập và làm việc, hưởng lương từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng ngay trong quá trình học tập và nhận mức thu nhập lên tới 90 triệu đồng một tháng sau khi tốt nghiệp và có thể định cư tại Úc sau 5 năm. Trong quá trình theo học ở IDB Group thì các thầy cô đã vạch ra cái lộ trình lý tưởng để có thể đạt được điểm tiếng Anh khi đi du học. Ngoài những sự giảng dạy trên lớp thì các thầy cô cũng hỗ trợ hết sức nhiệt tình sau giờ học. Nếu các bạn muốn đi Úc thì hãy đến IDB Group để đội ngũ nhân viên và các thầy cô tìm hiểu cái mong muốn và khả năng lực cá nhân để tìm ra hướng đi thích hợp của mình. Từ chất lượng dịch vụ hàng đầu, cơ hội học tập và làm việc đa dạng, hỗ trợ toàn diện và mạng lưới liên kết, IDB Group đã xác lập được tên tuổi vững chắc và được tin tưởng trong lĩnh vực du học Úc. IDB Group khám phá tri thức, xây dựng tương lai.